làng đá cổ Khổi Kỳ. Bên nếp nhà sàn hơn 400 năm tuổi, bà Mơ đang hoàn tất những đường kim mũi chỉ cuối cùng để có quần áo mới đón Tết. Theo truyền thống của người Tày tại đây, sáng mùng 1 Tết, mọi người sửa soạn quần áo mới để đi chúc Tết và tham gia các lễ hội với quan niệm bỏ đi cái rủi của năm cũ, đón tài lộc may mắn của năm mới. Sửa soạn quần áo mới cho người thân là cách chúng tôi trao gửi yêu thương và may mắn trong năm mới, cầu mong cho mọi người trong nhà làm việc gì cũng thuận lợi. Ngày đầu năm, người Tày mặc quần áo mới đi ném còn và thăm chúc Tết nhau. Tự tay chuẩn bị quần áo mới cho mọi người trong nhà tôi vui lắm. Ngày này nhiều người mua quần áo may sẵn ở ngoài chợ. Gia đình tôi thì vẫn giữ nguyên truyền thống cũ của cha ông để lại. Tết của người Tày ở Khổi Kỳ không thể thiếu các món ăn truyền thống như lạp sườn, thịt gác bếp, xôi ngũ sắc. Hôm nay, gia đình anh Hoàn tiếp đón những vị khách đặc biệt đến từ Pháp. Anh tự tay nấu bữa tối đãi khách và giới thiệu về truyền thống của người Tày tại đây. Tôi thì khắc tự nghĩ ra và khắc chế biến, khắc làm các món ăn của dân tộc. Tôi rất thích những món ăn truyền thống của người Tày. Thật may mắn là chúng tôi đến đây vào đúng dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của người dân địa phương. Những món ăn đơn giản nhưng chứa đựng bao ân tình của người Tày ở Khổi Kỳ. Tiếng đàn tính, điệu hát then cùng sự hiếu khách của người dân địa phương làm ấm lòng những vị khách phương xa. Tết là sẻ chia và lan tỏa những giá trị truyền thống.